Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với Triptau FX. Tiếp tục share kèo Europe hôm nay đến từ hệ sinh thái ADA, một dự án rất là tiềm năng ha, Nanoswap, sàn phi tập trung, nguyên cái bánh văn luôn các bạn. Thì với cái Europe này và thuộc thể loại tham gia danh sách trắng cộng với quyền truy cập sớm các bạn nha, và phần thưởng chúng ta nhận được sẽ là 15 token văn, 15 cái bánh văn. Ở bên mạng BSC có thằng gì nhỉ? Thằng Cat Bank Squad đúng không, trở thành kỳ lân, còn bên đây thì nó giờ nó theo cái bánh văn ha, biết đâu cũng làm nên lịch sử các bạn nhé. Rồi thì đăng ký cái này thì đường link mình có đặt sẵn ở trong phần mô tả video, anh em bấm vào để đăng ký thôi. Nó tương tự như kèo review ngày xưa các bạn, và sẵn đây cập nhật cho các bạn luôn, kèo review á, là đợt trước có chia sẻ cho các bạn sắp ra ứng dụng các bạn nha. Đây, khi ra ứng dụng thì mình đọc thông tin á, và nó sẽ thông báo cái phần thưởng sẽ cộng vào trên cái ví Revuelto luôn. Đây, kèo này bút trước nữa ha, cách đây 2 tháng rồi. Bây giờ chắc là bốc mùi sắp chín này, thơm thơm rồi đó. Rồi, quay lại với NanoSwap cũng tương tự như vậy, cách đăng ký không cũng giống nhau thôi, và sử dụng ví và ví bên mạng ADA. Cái đó lát mình sẽ chia sẻ sau ha. Họ và tên, first name, không cần bỏ dấu đâu bạn. Email, mật khẩu gồm 8 ký tự, chữ hoa, chữ thường và số. Kèo này KYC các bạn nhé, làm xong KYC liền để nhận, để vô danh sách register. Cái gì đây, một email nó đã gửi về cho mình để mình xác nhận, vô email kiếm các bạn nhé. Trường hợp mà trong hộp thư đến không thấy á, thì các bạn vô một thư rác sẽ tìm thấy thôi, mà cái này thì chắc nằm ở thư đến rồi. Login, kèo này thì vào ngày 26 tháng 10 sẽ cho rút các bạn nha, rút về ví vô rồi lưu. Rồi như vậy bà đăng ký hoàn tất, nhận được phần thưởng là 15 token văn, cái 15 cái bánh văn ha. Và hiện tại nó chưa cộng vô cái phần thưởng của các bạn đâu. Giờ mình phải tiến hành KYC ha, xác minh tài khoản. Đối với cái phần KYC này thì nó không có khó đâu, rất là dễ. Điền họ và tên, mình sẽ làm minh họa cho các bạn xem luôn. Nhập ngày tháng năm sinh, sau đó địa chỉ theo giấy tờ các bạn nha, không cần bỏ dấu. Quốc gia Việt Nam, chọn loại giấy tờ để xác minh. Ở đây nó cho xác minh bằng chứng minh nhân dân ID card nè, hoặc là bằng lái với lại passport, cái nào cũng được. Chụp ảnh thì mặt trước mặt sau, sau đó các bạn cầm cái giấy tờ tùy thân á, chụp thêm một tấm nữa up lên là xong cái phần KYC thôi. Ngay cái mục quá lẹt thì nó yêu cầu là ADA Survey ha. Thì các bạn có thể sử dụng ví ví Euroi các bạn nha. Đây, đối với cái ví Euroi này thì lúc trước mình đã chia sẻ cái cách tạo ví rồi, thì bạn nào chưa biết cách tạo thì có thể quay lại xem lại video cũ ha. Đây, Euroi đây các bạn nha, mình đã làm một cái video hướng dẫn chi tiết về cái cách tạo ví này rồi, thì đường link của video mình có đặt sẵn trong phần mô tả video cho các bạn luôn. Copy địa chỉ dán vào thôi, reset, copy. Ví này mà dùng chung cho mạng ADA các bạn nhé. Rồi sau đó các bạn bấm verify và xong. Lưu ý xác minh và bắt buộc các bạn nhé, phải làm cái bước này để nhận được phần thưởng là 15 tokens, 15 cái bánh văn. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập một referral nè, copy cái đường link này chia sẻ cho bạn bè để cùng đăng ký và nhận phần thưởng là văn token, cùng nhau ăn bánh văn các bạn nhé. Rồi giờ chỉ cần chờ đợi thôi, và vào ngày 26 tháng 10 thì vào rút, và tới đó mình sẽ có thông tin cập nhật cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video, trong quá trình thao tác gặp vấn đề gì thì các bạn hãy để về comment mình sẽ chia sẻ. Đừng quên like, share cũng như bấm subscribe kênh, ủng hộ kênh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.